Chào cả nhà, hôm nay kênh Du Tút Nhật Bãi Lục Phượng Em lại lên một mẫu bếp ga full chức năng cho cả nhà mình tham khảo nhé. Trước khi giới thiệu chi tiết con bếp thì em Phượng xin cả nhà cho em Phượng một nút kênh đăng ký, một like, một chia sẻ cả nhà nhé. Rồi vâng, giờ em Phượng xin phép được đi giới thiệu về một mẫu bếp full chức năng môi trề. Thương hiệu của bếp là Paloma cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Và cũng dùng bằng IC đánh lửa bằng đôi pin cả nhà nhé. Phím nhấn. Nhấn lò nướng. Con bếp này thì với lò nướng 2 tầng lửa cả nhà nhé. Đây, em sẽ xem cả nhà xem. Nước bằng inox nguyên bản hàng của Nhật các bác nhé. Với dòng inox hàng của Nhật thì khi mình sử dụng nướng đồ ăn sẽ các bác sẽ không lo bị rỉ sét vào trong đồ ăn, rất là an toàn luôn. Trong khoang nướng cực kỳ là đẹp các bác nhé, rất là ok luôn. Con này thì khi mình đẩy khay nướng thì nó có cái mặt kính nâng lên cho mình cả nhà nhé. Khi mình đẩy hay nướng vào thì nó sẽ sập xuống đi. Trong quá trình mình nướng đồ ăn nó có cái khay nướng bằng mặt kính như này thì các bác có thể nhìn thấu vào bên trong là sẽ biết được đồ ăn của mình chín hay chưa cả nhà nhé. Cả nhà không cần phải lôi khay nướng ra để mà kiểm tra đồ ăn các bác nhé, rất là tiện luôn. À, con bếp này thì em Phượng đang bán với giá 3 triệu đồng cả nhà nhé. 3 triệu đồng bao ship, bảo hành 1 năm, hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp các bác nhé. Khi giao bếp thì em Phượng có thể tặng luôn đôi pin và tặng luôn lưới chống chuột toàn bộ dưới bếp cho cả nhà mình. Vâng, bác nào tham khảo dòng bếp bên em Phượng thì nếu ưng các bác có thể liên hệ qua số điện thoại của em Phượng là 033 430 0810 các bác nhé. Các bác có thể liên hệ qua Zalo với em Phượng là 033 430 0810. Em Phượng đã chạy trên màn hình hết video của em Phượng cả nhà nhé. Giờ em Phượng xin phép được đi chi tiết về mặt của con bếp này cho cả nhà mình xem nhé. Đây các bác, con bếp này thì là màu sữa. Nhà bác nào muốn một cái màu sáng sang mà trong không gian bếp của mình thì nên sở hữu con bếp này nhé. Con bếp này thì mặt của bếp cũng đang còn rất là mới đẹp cả nhà nhé. Đây ạ, cạnh của bếp đang còn vuông cạnh sắc nét, chưa có dấu hiệu mấp méo chỗ nào, rất là đẹp cả nhà nhé. Màu sữa rất là đẹp màu này, khi mình sử dụng bẩn thì mình cũng rất là dễ lau chùi cả nhà nhé. Vâng, đây là thoát hơi lò nướng này. Dòng bếp này thì nó cũng có cái hai cái kim cảm biến chạm đáy nồi ở giữa đây các bác nhé. Thì sẽ sử dụng xảy ra bất thường, nước cạn tắt lửa khóa ga, gió thổi tắt lửa khóa ga, nước trào tắt lửa khóa ga. Khi các bác sử dụng nấu một món đồ để quên cạn nước thì nó sẽ tự động tắt lửa khóa ga, không lo bị cháy nồi, cháy đồ ăn, bất cứ một thứ gì các bác nhé. Rất là cực kỳ an toàn luôn. Và dòng bếp Nhật Bãi bên em Phượng nó còn tiết kiệm ga cho mình khi lên tới 20-30%, chống rò rỉ ga, các bác sử dụng rất là an toàn. Đối với những người già trẻ em nấu hay quên thì nó sẽ tự động tắt lửa khóa ga khi những trường hợp em Phượng vừa đã giới thiệu. Rồi, nhà bác nào có người già trẻ em thì nên sử dụng con bếp này các bác nhé. Rất là an toàn và rất là tiện luôn, vì là nó có luôn lò nướng cho mình. Khi mình sử dụng, nhà bác nào mà hay sở hữu một món nướng, đồ nướng thì nên mua con bếp này. Nó rất là tiện, các bác đỡ tốn kém một món tiền để mua một nồi nướng riêng nhé. Và nó cũng có chức năng hẹn giờ cho mình, rất là ok luôn cả nhà nhé.
và em sẽ đi chi tiết về bộ tiền của con bếp này. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng các bác nhé. Nhưng mà các bác nhìn cái bộ tiền cho em này, cực kỳ đang còn xịn sò luôn, chưa có dấu hiệu hen dỉ hay là dấu hiệu bị bong chóc cả nhà nhé. Bộ tiền thì là chịu nhiệt cao, trọng lượng cứng lên tới 230kg cho nhà mình nhé, cực kỳ là xịn sò các bác nhé. Và bôi chi lửa thì của con bếp này thì là bằng đồng nguyên khối các bác nhé, bôi chi lửa bằng đồng nguyên khối. Bằng đồng thì nó có ngã màu vàng nhưng mà nó sẽ không có bao giờ bị dỉ sét cả nhà nhé. Các bác nấu cực kỳ luôn. Em cầm cái đôi bôi chi lửa rất là nặng luôn cả nhà nhé. Cạnh chi lửa em đang rất là sắc nét. Cạnh chi lửa mà sắc nét thì đi nhìn lửa chia lửa đây rất là đều cả nhà nhé, rất là đều luôn. Và dòng bếp bên em thì nấu cực kỳ siêu tiết kiệm ga, thứ hai là sạch nồi, không lo bị điên nồi, cực kỳ luôn các bác. Và họng của bếp đây các bác rất là mới đẹp luôn nhá, rất là sạch sẽ luôn. Khi các bác mua hàng, nhận hàng thì có thể là đồng kiểm cùng với bưu tá hộ em nhé. Với bưu tá hộ em và kiểm hàng, thử hàng khi nào mà hàng ok, giống như lời em Phượng nói thì các bác nhận hàng cho em Phượng nhé. Và em sẽ đi về bên phải của con bếp, giới thiệu về chức năng cả nhà nhá. Con bếp thì dùng phím nhấn và có hẹn giờ 160, 180, 200 cho nhà mình nhá. Vâng, các bác hẹn giờ. Và bên phải của bếp thì có phím 3F khi chín rán rang đồ khô với nhiệt độ cao. Các bác có thể dùng tay ấn vào trong 3 giây nó hiện nút đỏ thì các bác buông nhá. Và trong quá trình các bác không cần chín rán rang đồ khô thì các bác không cần nhấn vào cái chức năng này các bác nhé. Các bác có thể dùng phím nhấn bật thông thường để nấu cho em nhé. Và khi mà các bác đã dùng cái này rang đồ khô hay chín rán rồi xong, các bác phải tắt đi cho em nhé. Và bên đây là hẹn giờ của lò nướng, biểu hiện con cá là hẹn giờ lò nướng các bác nhé. Đây, cộng trừ, cộng là tăng, trừ là giảm các bác nhé. Các bác cứ nhớ cộng tăng trừ giảm cho em. Đây ạ. Vâng, một con bếp cực kỳ xịn sò, lò nướng hai tầng lửa đây, hai cần gạt đây các bác nhé. Mẫu mã của con bếp rất là sang xịn luôn, ok luôn, mà giá thì cũng là bình dân thôi cả nhà nhé. Các nào muốn sở hữu một con bếp mẫu mã đẹp, chức năng ok thì mua hộ cho em Phượng nhé. Con bếp này là 3 triệu đồng, bao ship, bảo hành 1 năm, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời các bác nhé. Các bác nào ưng con bếp này thì liên hệ con em Phượng Zalo là 0334300810 các bác nhé. Em Phượng chạy suốt trên video của em Phượng trên màn hình các bác nhé. Vâng, video của em Phượng đến đây xin được kết thúc. Cuối video em Phượng xin được chúc cả nhà mình luôn bình an, hạnh phúc và luôn luôn đồng hành cùng em Phượng, theo dõi kênh, mua hỗ trợ cho em Phượng, hỗ trợ cho em Phượng và cho em Phượng có động lực các bác nhé. Vâng, em Phượng xin được kính chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác video sau của em.